Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 29 tháng 4 năm 2024, nối dài đã tăng, khả năng giá sẽ lên mốc 70.000 đồng một kg là điều rất có thể. Theo ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Tập đoàn Dabaco mặc dù nhu cầu giảm nhưng đàn heo của Việt Nam đang giảm khiến nguồn cung bị thiếu. Do đó, giá heo hơi sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. Tuần qua, giá heo hơi biến động liên tục cả ba miền. Hiện, giá heo hơi trung bình các khu vực đã vượt ngưỡng 60.000 đến 64.000 đồng vượt kg ghi nhận trong ngày cuối tuần tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi trung bình ở mức 62.460 đồng/kg, khu vực miền Trung Tây Nguyên ở mức 61.710 đồng/kg, khu vực miền Nam ở mức 60.890 đồng/kg. Có thể nói đây là một mức giá rất cao và bà con chăn nuôi đều đã có lãi. Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc. Theo ghi nhận, thị trường miền Bắc giá rất tốt, mua bán tiêu thụ tấp nập khiến giá liên tục giữ mức tăng cao, thậm chí vượt mốc 65.000 đồng/kg. Tuy nhiên, số lượng giá này cũng không nhiều. Theo đó, nhiều khu vực có mức giá cao nhất đạt 63.000 đồng một kg được ghi nhận tại Bắc Giang, Hưng Nguyên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 62.000 đồng một kg được ghi nhận tại Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Tuyên Quang. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tại khu vực này, giá heo hơi khá bình ổn giá cao sắp vượt bốc 64.000 đồng ruột kg. nhìn chung mức dao động trong khoảng 60.000 đến 63.000 đồng kg. theo đó mức giá thấp nhất khu vực 60.000 đồng kg được ghi nhận tại quảng bình, quảng trị. ở chiều ngược lại mức giá cao nhất khu vực 63.000 đồng ruột kg được ghi nhận tại bình thuận. thương lái tại thanh hóa, nghệ an, quảng nam, bình định, lâm đồng, đắk lắc đang cùng thu mua heo hơi ở mức 62.000 đồng trên kg. Các địa phương còn lại trong khu vực ghi nhận giá heo hơi ở mức 61.000 đồng một kg. Giá heo hơi miền Nam Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi đang ổn định, mức bình quân chung và dao động trong khoảng 60.000 đến 63.000 đồng một kg. Theo đó, thương lái tại Đồng Nai, Vũng Tàu đang cùng thu mua heo hơi ở mức 63.000 đồng một kg, cao nhất khu vực. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 60.000 đồng kg được ghi nhận tại Hậu Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu. Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng. Các địa phương khác trong khu vực ghi nhận giá heo hơi ở mức 61.000 đến 62.000 đồng 1 kg. Nguồn cung cũng giảm nhiều điều này dẫn đến giá thịt heo của Việt Nam cao hơn so nhiều nước trong khu vực, chỉ sau Philippines hiện khoảng 110.000 đồng trên kg. Để khắc phục nguồn cung thiếu hụt cũng cần một thời gian khá dài. Ngay cả ở thị trường Trung Quốc, theo ông nguồn cung năm nay cũng sẽ thiếu vì người dân giảm đàn sau thời gian dài thua lỗ. Bộ Công Thương Việt Nam mới đây dẫn dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, USDA, năm 2024, Trung Quốc dự kiến sản xuất 695 triệu con heo, giảm 3% so với năm 2023 do giá heo và thịt heo thấp cùng với dịch bệnh dai dẳng trong năm 2023 làm giảm đàn heo nái. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên động vật, tổ chức tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh cho động vật, chủ động giám sát, tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đại diện công ty cổ phần AVAC Việt Nam đã giới thiệu vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi, AVAC ASF Lai, dùng một liều duy nhất cho heo thịt khỏe mạnh từ 4 tuần tuổi trở lên, thời gian miễn dịch kéo dài trên 5 tháng. Hiện nay với giá heo hơi ở mức từ 60.000 đến 64.000 đồng một kg như hiện nay, phần lớn người chăn nuôi heo đều có lời. Xong, do chăn nuôi heo còn đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro nên nhiều hộ dân vẫn còn ngại tái đàn heo. Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể sẽ tiếp tục tăng thêm trong những ngày sắp tới do thị trường đang có xu hướng tăng. Những ngày gần đây, giá heo hơi được đông dân bán cho thương lái ở mức từ 60.000 đến 64.000 đồng/kg. Với mức giá này, nhiều hộ chăn nuôi đã có thể kiếm lời, không còn bị lỗ vốn như những tháng trước. Giá heo hơi tăng do nguồn cung tại nhiều địa phương giảm so với các tháng trước vì lượng heo tới lứa xuất bán không nhiều, cũng như do người dân giảm nuôi heo. Thời gian qua, chăn nuôi heo không có lời vì giá heo hơi ở mức thấp, trong khi giá thức ăn gia súc và nhiều chi phí đầu vào ở mức cao nên có nhiều hộ đã nghỉ nuôi heo, nhất là các hộ chăn nuôi heo quy mô nhỏ lẻ. Ngoài ra, nhiều hộ chăn nuôi heo cũng giảm số lượng đàn heo nhằm hạn chế thua lỗ do giá thấp và rủi ro do dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi và bệnh heo tai xanh vẫn còn xuất hiện tại một số nơi trong nước. Theo các chuyên gia, giá heo giống đang tăng cao khiến nhiều hộ chăn nuôi gặp khó khăn trong việc tái đàn, từ đó ảnh hưởng đến nguồn cung thịt heo trên thị trường. Song, trong thời gian tới, giá heo giống có thể giảm do nguồn cung heo giống dần được cải thiện. Tuy nhiên, giá heo giống vẫn sẽ ở mức cao hơn so với trước đây. Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá heo hơi xuất chuồng từ đầu năm 2024 đã tăng nhanh trên cả nước so với thời điểm cuối năm 2023. Trong lúc giá heo hơi tăng, giá thức ăn chăn nuôi giảm đã giúp người chăn nuôi có được lợi nhuận, vì vậy, không ít người tính chuyện tăng đàn. Nhìn chung, giá heo hơi tuần qua tăng cao nhất 2.000 đồng nguồn kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 59.000 đến 65.000 đồng một kg. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, mối lưu tâm ngày càng tăng về an toàn thực phẩm đòi hỏi thức ăn cho heo phải có chất lượng cao để bảo đảm thịt an toàn. Dần dần, người chăn nuôi chuyển hướng từ cám heo thông thường đến các loại cám chất lượng cao, có chức năng cải thiện hệ miễn dịch của động vật, kháng lại các bệnh đặc hữu cũng như giảm nguy cơ rối loạn trao đổi chất, nhiễm độc axit, bị thương và nhiễm trùng. Hơn thế nữa, sự gia tăng của nhu cầu thịt heo hữu cơ của người tiêu dùng ở các nước phát triển, cùng với việc áp dụng các phương thức chăn nuôi heo mới và duy trì tiêu chuẩn chăn nuôi cao tạo ra một triển vọng tốt cho thị trường cám heo Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung. Theo chuyên gia chăn nuôi Nguyễn Văn Trọng, khả năng Trung Quốc tăng cường xuất khẩu thịt heo khi nhu cầu trong nước suy yếu sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường heo của Việt Nam. Gần đây, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm giảm số lượng lợn nuôi cũng có thể tác động đến thị trường ngũ cốc toàn cầu bởi vì nhu cầu nhập khẩu thức ăn chăn nuôi giảm sẽ gây áp lực giảm giá trên thị trường quốc tế đối với các loại ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi như ngô và đậu tương. Thị trường ba miền những ngày qua giá heo liên tục bật tăng, bà con chăn nuôi nắm bắt cơ hội giá tốt nên xuất chuồng khá nhiều dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, điều này khiến giá heo trứng lại theo. Tuy nhiên với lượng tiêu thị cũng khá tốt nên hầu hết cả ba miền giá chỉ đứng yên chứ không giảm. Bên cạnh đó giá thức ăn cũng giảm nên đối với bà con chăn nuôi cũng giảm bớt gánh nặng. Các chuyên gia dự kiến sắp tới giá sẽ tiếp tục ổn định và bật tăng thêm. Đáng chú ý, với mức giá khoảng 55.000 đồng một kg, thịt lợn nhập khẩu còn rẻ hơn cả giá thịt lợn hơi xuất chuồng nội địa, 58.000 đến 64.000 đồng một kg. Giá rẻ cùng số lượng thịt nhập khẩu ngày càng tăng dẫn đến tình trạng khó kiểm soát chất lượng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên phó cục trưởng cục chăn nuôi cho biết đà tăng của giá heo hơi được hỗ trợ bởi nguồn cung giảm trong khi nhu cầu trong nước tăng lên. Xu hướng tăng giá heo hơi hiện nay kéo giá heo giống tăng theo khi nhiều người chăn nuôi rủ nhau tái đàn. Cùng với đà tăng của giá heo hơi, giá heo giống trong ngày hôm nay cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, giá heo giống tại miền Bắc tăng 10.000 đồng con lên mức 1,62 triệu đồng con, tại miền Trung tăng 20.000 đồng con lên mức 1,43 triệu đồng con. Tại miền Đông và Tây Nam Bộ cùng tăng 40.000 đồng/kg, lần lượt lên mức 1,58 triệu đồng con và 1,38 triệu đồng con. Theo các chủ trại chăn nuôi, từ sau Tết Nguyên đán 2024, giá heo hơi có xu hướng tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do nguồn cung heo giảm hơn trong khi thị trường tiêu thụ vẫn ổn định. Hiện nay, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm đàn hoặc treo chuồng nhiều do chăn nuôi heo không còn mang lại lợi nhuận tốt. Chăn nuôi heo, nhất là chăn nuôi nông hộ, hiện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như rủi ro dịch bệnh cao, giá thức ăn chăn nuôi và các chi phí đầu vào khác hình thành mặt bằng giá mới cao hơn so với trước. Thị trường tiêu thụ dễ biến động vì ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế. Cục chăn nuôi nhận định, thời gian tới, do nguồn cung nguyên liệu ổn định và giá giảm nên giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm. Điều này làm thuận lợi cho bà con chăn nuôi rất nhiều. Nếu heo hơi duy trì được mức giá từ 60.000 đồng một kg thì người chăn nuôi sẽ có được lợi nhuận ổn định, an tâm phát triển sản xuất. Ngoài việc heo hơi tăng giá, hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi cũng đang giảm. Trong quý 1, giá thức ăn hỗn hợp giảm từ 10 đến 15% tùy loại. Cũng theo bộ này, Khả năng trong thời gian tới do nguồn cung nguyên liệu ổn định và giá giảm nên giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, sức tiêu thụ trên thị trường hiện vẫn chưa tăng mạnh. Trong khi đó, theo số liệu thống kê từ Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, tổng đàn heo của cả nước có khoảng 24 triệu con, riêng quý 1 năm 2024 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy đàn heo không hề giảm mà còn tăng, nguồn cung sẽ không bị thiếu hụt sự thiếu hụt nguồn cung trong một vài thời điểm hiện nay phần lớn là do trước tết khi dịch tả heo châu phi bùng phát nhiều trang trại hộ chăn nuôi bán non để tránh dịch dù heo chưa đủ trọng lượng xuất chuồng cộng với sức tiêu thụ của thị trường tăng mạnh trong dịp tết vừa qua thời gian tới khi lứa heo hối vụ đạt trọng lượng xuất chuồng nguồn cung tăng trong khi nhu cầu vẫn còn thấp nên khả năng heo hơi sẽ không giữ được mức giá cao theo nhiều chuyên gia thời gian qua nguồn cung heo hơi ổn định do trước đó dịch tả heo châu phi đã khiến người dân không đẩy mạnh tái đàn bên cạnh đó Thời gian gần đây cơ quan chức năng kiểm soát tốt các tuyến biên giới không cho heo nhập lậu vào Việt Nam. Mức giá heo hơi như hiện nay đã cao hơn giá thành chăn nuôi, cục xuất nhập khẩu nhận định. Theo nhiều chuyên gia, nguồn cung heo hơi ổn định do trước đó dịch tả heo châu Phi đã khiến người dân không đẩy mạnh tái đàn. Bên cạnh đó, thời gian gần đây cơ quan chức năng kiểm soát tốt các tuyến biên giới không cho heo nhập lậu vào Việt Nam. Nếu việc này được tiếp tục duy trì tốt, ngành chăn nuôi trong nước có thể khởi sắc trong thời gian tới để chủ động ứng phó với dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên qua công tác tuyên truyền về tác hại của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong thời gian qua ý thức của các hộ chăn nuôi cơ sở giết mổ nuôi nhốt động vật được nâng lên rõ rệt phối hợp tốt với ngành chức năng trong công tác vệ sinh tiêu độc môi trường trong chăn nuôi ông dương tất thắng cục trưởng cục chăn nuôi cho biết từ đầu năm 2024 đến nay giá heo hơi xuất chuồng tăng nhanh trên cả ba miền tính bình quân tháng 1, giá đạt 53.000 đồng ruột kg sang tháng 2 tăng thêm khoảng 4.000 đến 6.000 đồng chuột kg và tiếp tục tăng trong tháng 4. Giá heo hơi tăng mạnh trong thời gian gần đây do các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát heo, bò, gà nhập lậu qua biên giới. Bên cạnh đó, nguồn cung nội địa giảm cục bộ vì cuối năm ngoái giá heo quá thấp cũng như dịch bệnh khiến nhiều người chăn nuôi xuất chuồng sớm. Ngành chăn nuôi Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn với nhiều lý do. Đặc biệt nguồn cung chăn nuôi ở trong nước tăng lên nhưng sức mua lại giảm và cũng không xuất khẩu được trong khi đó lượng sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu 2 đến 3 năm trở lại đây tăng mạnh. Cụ thể chiếm trên 10% lượng thịt heo sản xuất trong nước với thịt heo nhập khẩu gần 300.000 tấn móc hàm năm, chưa kể số lượng heo nhập khẩu tiểu ngạch không thống kê được. Tình hình chăn nuôi lợn trên cả nước có nhiều khởi sắc hơn so với các tháng trước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng về bất cập trong công bố hợp quy thuốc thú y. Theo đó, Bộ kiến nghị Thủ tướng, Phó Thủ tướng cho phép Bộ sửa đổi, bổ sung thông tư số 13 trên 2016 của Bộ Quy định về quản lý thuốc thú y theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ cũng cho rằng, việc này vừa bảo đảm thực hiện công bố hợp quy thuốc thú y theo quy định, không phải lấy mẫu giám sát đánh giá chất lượng sản phẩm hàng năm, vừa không phải đánh giá quá trình sản xuất, có phần giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang quyết liệt triển khai các chương trình, kế hoạch quốc gia phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm và giám sát chủ động sự lưu hành, biến đổi của virus cúm gia cầm tại chợ buôn bán gia cầm sống, gia cầm nhập lậu, giám sát bệnh dại, giám sát virus dịch tả heo châu Phi, dịch lở mồm long móng. Diễn biến giảm giá hiện nay phù hợp với các dự đoán trước đó của một số chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi. Cụ thể, giá heo hơi xuất chuồng của Việt Nam đang cao hơn so với các nước trong khu vực tạo ra áp lực thẩm lậu qua biên giới, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ nội địa vẫn chưa hồi phục. Về phía người chăn nuôi, mức giá đang ở mức chấp nhận được để bù đắp lại giai đoạn thua lỗ trước đây. Trong năm 2024, nhận định giá có thể tăng cao so với năm 2023 đạt khoảng 58.000 đến 62.000 đồng một kg do nguồn cung suy giảm và cầu tăng trở lại. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 29 tháng 4 năm 2024 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.